Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợ nha các bạn. Thì hôm nay Lợ trả lời một thắc mắc của một bạn gọi là Dương Hôn Phụng. Bạn hỏi rằng 2120X thì đây là số có 5 chữ số các bạn, gồm hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn các bạn, chia hết cho 2. Và một bài đó là 3944Y chia hết cho 5. Thì ở đây các bạn cần nhớ dấu hiệu chia hết cho 2 nè, cho 3 nè, cho 5 nè, cho 9. Đó là 4 cái dấu hiệu cơ bản nhất để các bạn có thể làm được những cái bài liên quan về chia hết cơ bản nha các bạn. Thì để chia hết cho 2 thì các bạn nhớ đó là số tận cùng nè. Số tận cùng chính là hàng đơn vị nè, là 0, 2, 4, 6, 8. Đó là dấu hiệu chia hết cho 2. Vậy ta giải nè, 2120X chia hết cho 2, nên cái hàng đơn vị nè các bạn, hàng đơn vị nên X là, nhớ muốn chia hết cho 2, hàng đơn vị là 0 nè, rồi 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8. Ok chưa ạ? Rồi, tương tự 3944Y chia hết cho 5. Thì các bạn lại nhớ tiếp, muốn chia hết cho 5 thì hàng đơn vị á các bạn, hàng đơn vị nè là 0 và 5, nên Y là 0, 5. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợ để Lợ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.